Đó là ngày tôi bỏ học với 20.000 người đăng ký kênh. Và chỉ một năm sau đó, tôi đã đạt được 1.000.000 người đăng ký kênh. Tốc độ tăng trưởng đó thật là điên rồ. Mọi thứ trong kế hoạch của Ryan đều đang được hình thành. Ryan Trahan là một nhân vật đặc biệt trên YouTube. Cậu ấy có thể trông giống như một anh chàng vụng về, chỉ biết làm những video kỳ quặc và hài hước trên Internet. Nhưng cậu ấy cũng có rất nhiều điểm khác để thể hiện. Cậu ấy có một tính cách chân thực và độc đáo, một phong cách làm video rất sáng tạo và độc lập, và có một tầm nhìn rõ ràng về những gì cậu ấy muốn đạt được. Cậu ấy không chỉ khiến bạn mỉm cười và giải trí, mà còn khiến bạn suy ngẫm và đầy biểu cảm hứng thú. Cậu ấy đang tạo ra một sự khác biệt trên YouTube, và tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng được ghi nhớ. Nhưng để hiểu được cậu ấy là ai và làm thế nào để cậu ấy đã đến được đây, chúng ta cần phải bắt đầu từ những ngày đầu tiên, khi cậu ấy có những ước mơ hoang dã cùng với những thử thách lớn. Họ nói với bạn rằng bạn nên mơ mộng nhưng không nên quá lớn. Họ nói rằng bạn không thể thành công trong lĩnh vực chuyên nghiệp. Bạn không thể xây dựng được một công ty xây dựng. Bạn không thể xây dựng được một ngôi nhà mơ ước của mình. Họ nói rằng bạn không thể tạo ra sự khác biệt thực sự. Bạn không thể thay đổi thế giới. Bạn không thể, bạn không thể, bạn không thể, bạn không thể. Đừng bao giờ để họ lấy đi những thứ đó từ bạn. Đoạn clip mà bạn vừa xem vừa rồi là một phần của bài phát biểu của thủ khoa Ryan Trahan ở trường trung học. Trong đó, cậu ấy chia sẻ về những ước mơ lớn lao và quyết tâm của mình. Không để bất cứ điều gì có thể cản trở mình. Cậu ấy tự tin và nhiệt huyết, thể hiện rằng cậu ấy là một người có tham vọng và tài năng. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi rằng cậu ấy có được những tham vọng điên rồ đó từ đâu không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải nhìn vào quá khứ và nguồn gốc của cậu ấy. Cậu ấy sinh ra và lớn lên ở Eagle Lake, Texas, Hoa Kỳ, một thị trấn nhỏ với dân số chỉ 3.000 người. Bạn có một lợi thế khi đến từ một thị trấn nhỏ bởi vì bầu trời là không giới hạn, giống như không có ước mơ nào là quá lớn. Bạn đang ở đây, tại một vùng nông thôn nước Mỹ. Hãy cứ ước mơ lớn và xem điều gì sẽ xảy ra. Trong khi bố tôi không ngừng làm việc để kiếm thức ăn có trên bàn này, bà tôi đã nuôi dạy tôi. Bà là một người mẹ tuyệt vời đối với tôi khi tôi lớn lên. Tôi nợ bà rất nhiều về mặt nuôi dưỡng và phát triển. Bà đã khuyến khích tôi theo đuổi hết đại học, cố đạt điểm cao và theo đuổi đam mê của mình. Hãy làm việc chăm chỉ cho những điều bạn yêu thích. Bà ngoại của Ryan đã có tác động lớn đến cuộc sống của cậu ấy. Nhưng đáng buồn thay, khi Ryan lên 13 tuổi, bà cậu ấy đã qua đời. Điều đó thật đau lòng đối với cậu ta, nhưng nó cũng là điều thúc đẩy cậu ấy mạnh mẽ hơn nữa. Bà tôi đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng và luôn khuyến khích tôi đạt mục tiêu cao. Tôi rất biết ơn về sự ủng hộ của bà trong suốt quá trình trưởng thành của mình. Tôi cũng rất tự hào về động lực của mình trong việc đạt được mục tiêu. Rõ ràng là tôi đã chăm chỉ và tận tâm với việc học hành và thể thao của mình. Tôi chắc chắn rằng bà tôi sẽ rất tự hào về tôi vì tất cả những gì tôi đã đạt được. Đó là khi Ryan đã khám phá ra đam mê của mình trong việc chạy bộ. Và không có gì ngạc nhiên khi anh dành cả cuộc đời của mình dành cho nó. Mục tiêu duy nhất của Ryan là đạt được chiến thắng tại cuộc thi tiểu bang. Và điều này chỉ là một phần quan trọng trong hành trình đầy màu sắc và nhiều khía cạnh của Ryan trên YouTube mà bạn chưa được biết đến. Hành trình đó không chỉ là về chạy đua với tốc độ cao trên đường đua, mà còn về chiến đấu với bản thân, vượt qua những rào cản và tạo dựng một tinh thần mạnh mẽ để vươn lên. Tôi đã dành 4 năm để chạy bộ mỗi ngày, như thể tôi đã không bỏ lỡ một ngày nào trong 4 năm chạy bộ đó, bất kể trời mưa, thời tiết xấu hay bất cứ điều gì. Nhiều năm huấn luyện đều hướng đến một điểm duy nhất, những mục tiêu đầy tham vọng của Ryan chưa bao giờ là quá lớn. Tôi đã cố gắng đạt được vị trí nhất trong cuộc đua một dặm và tôi đã thua chậm chân chỉ 1/10 giây. Tôi đã hình dung ra cuộc đua đó hàng ngàn lần và tôi đã bị thua bởi anh chàng Aimer. Điều này có thể là một cú sốc lớn đối với đa số người trẻ, nhưng không phải Ryan. Ryan tiếp tục hành động. Cậu ấy không ngừng thực hiện những mục tiêu lớn lao tiếp theo mà cậu ấy mơ ước. Ý tưởng của cậu ấy không chỉ dừng lại ở việc trở thành một doanh nhân, mà nó còn mở ra một tầm nhìn lớn hơn. Mục tiêu để trở thành người kế thừa tinh thần của Steve Jobs, Bill Gates hoặc Jeff Bezos, những người tiên phong trong lĩnh vực của họ. Ryan không ngần ngại đầu tư hàng tấn tiền vào việc sản xuất chai nước, một ý tưởng mà cậu ta đã đặt cả trái tim và tài chính của mình vào đó. Cậu ấy đầu tư hàng ngàn chai nước, xem chúng như những cơ hội đầu tư chứng khoán. Và giờ đây, mục tiêu duy nhất còn lại của cậu ấy chỉ là bán chúng. Tôi muốn bán chúng, đó là lý do tại sao tôi bắt đầu làm kênh YouTube của mình. Tôi muốn tiếp cận càng nhiều người hơn để bán được những chai nước này, vì tôi còn rất nhiều chai tồn hàng. Vì vậy, tôi đã bắt đầu đăng các video chạy bộ và nói rằng, hãy mua chai nước Neptune của chúng tôi sẽ giúp bạn giữ nước. Kênh YouTube của Ryan chính thức ra đời khi cậu ấy nhận được học bổng vào đại học. Lúc đó, quyết định của cậu ấy là tiếp tục sản xuất nội dung video và xây dựng nền tảng kinh doanh cá nhân. Mọi thứ trôi chảy thuận lợi và tiến triển theo hướng tích cực, đến khi một sự kiện bất ngờ thay đổi hoàn toàn cả cuộc đời cậu. Vào năm nhất đại học, NCAA đã can thiệp. Họ nói rằng tôi đang kiếm tiền từ việc sử dụng hình ảnh bản thân và đồng thời chạy bộ cho đội của trường, và điều đó là không được phép. Anh đã vi phạm quy tắc khi quảng cáo cho một công ty, từ sử dụng hình ảnh và tên tuổi của mình trong vai một vận động viên đại học. Cậu đã phải đối mặt với một quyết định quan trọng: tiếp tục hành trình với học đại học hay là bỏ học để tập trung vào sự nghiệp kinh doanh hiện tại. Đây là một quyết định mà có thể thay đổi toàn bộ hướng đi của cuộc đời mình, đặt ra sự đối đầu giữa việc học theo đuổi kiến thức truyền thống
và tận dụng cơ hội hiện tại để phát triển sự nghiệp kinh doanh. Đây không chỉ là quyết định cá nhân, mà còn là việc cân nhắc tới mức độ tác động lớn đến tương lai mà cậu ấy đang đứng trước mắt. Điều này là điều mà tôi đang nghĩ về mỗi ngày trong nhiều tháng. Ngay cả trước khi tôi vào học đại học, tôi đã tự hỏi, bạn biết không, tại sao tôi phải bỏ cuộc? Điều đó thực sự đáng giá cho tôi không? Và cuối cùng tôi đã đến được đây để thử sức được tới đích cuối cùng rồi. Ryan đã quyết định bỏ học đại học. Nghe có vẻ là một quyết định khó khăn và sẽ gây nhiều tổn thương cho cô ấy, nhưng tôi đã nhầm. Thực sự mà nói, tôi tin tưởng rất nhiều vào bản thân mình. Vì vậy, bất kể điều gì xảy ra với tôi, bất kể hoàn cảnh nào, tôi đều tin rằng sâu thẳm trong trái tim mình, tôi sẽ thành công. Tôi là kiểu người sẽ nỗ lực hết mình và không bao giờ bỏ cuộc. Mặc dù lúc đó mới chỉ có 20.000 người đăng ký kênh YouTube, mọi người đều khuyên cậu ấy không nên tiếp tục. Nhưng cậu ấy đã nhận ra tiềm năng mà kênh YouTube của mình có thể mang lại và cùng với ý chí mạnh mẽ cam kết sẽ thực hiện làm nó toàn thời gian, bất kể những khó khăn đối diện. Cậu ấy không ngừng tập trung vào việc xây dựng nội dung chất lượng và tạo dựng cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ xung quanh kênh của mình. Cậu ấy đã nhìn thấy mục tiêu rõ ràng trước mắt và sẵn sàng hy sinh mọi thứ để biến nó trở thành hiện thực. Tôi có một chút tự ái vì tôi đã đến từ một thị trấn nhỏ. Tôi thấy kênh đang có đà phát triển và tôi thấy nó rất có tiềm năng. Rồi tôi quyết định sẽ theo đuổi YouTube vì nó mang lại cho tôi cảm giác phấn khích. Tôi chỉ muốn làm những điều khiến tâm hồn tôi bừng cháy và đối với tôi đó là theo đuổi YouTube. Đã đến thời điểm chương mới trong cuộc đời của Ryan, nơi cậu ấy nuôi mộng lớn và xuất bản những video mà mình tạo ra không bao giờ bị hạn chế. Đây chính là một video đầu tiên đánh dấu một bước quan trọng trong sự nghiệp YouTube của đời mình. Tôi là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Cody KO và Danny Gonzalez. Cho đến bây giờ tôi vẫn yêu thích họ. Thời còn đại học, chúng tôi thường cùng nhau ăn tối và xem video của họ, cười đến nỗi suýt ngất. Và rồi tôi nghĩ, sao mình không thử làm theo điều này nhỉ? Chà, anh ấy đã làm nó. Social media comedians. Just listen to this. He's really, really mean. Nếu Ryan có mục tiêu rõ ràng và sẵn lòng làm việc hết mình cho nó, thì đó sẽ là sự kết hợp mạnh mẽ và nguy hiểm. Đó là ngày tôi bỏ học với 20.000 người đăng ký kênh. Và chỉ một năm sau đó, tôi đã đạt được 1.000.000 người đăng ký kênh. Tốc độ tăng trưởng đó thật là điên rồ. Mọi thứ trong kế hoạch của Ryan đều đang được hình thành. Quyết định về việc rời khỏi học đại học và tập trung hoàn toàn vào YouTube dường như đã đúng đắn. Lượt xem của cậu ấy đang bay cao bay xa, số lượt đăng ký kênh của Ryan ngày càng tăng và thu nhập đang đổ về ầm ầm. Nhưng trong một góc nhìn khác, tôi cảm nhận rằng có một cái gì đó không ổn. Tôi lúc đó khoảng 18-19 tuổi và tôi chỉ muốn đi gây rối với bất cứ ai mà tôi có thể. Tôi đang ngồi trong căn phòng của mình với khoảng 1.5 triệu người đăng ký và đã có khoảng 50 video dạng bình luận. Liệu tôi sẽ chỉ dành cả cuộc đời của mình để làm video chỉ trích người khác hay không? Ryan bắt đầu nhận ra rằng việc tạo nội dung không chỉ xoay quanh bản thân mình. Tôi cảm thấy rằng trong quá khứ, tôi thậm chí không thừa nhận ý tưởng về những gì người xem muốn. Nó gần giống như, được rồi, tôi đang điều hành một kênh YouTube và tôi nên làm điều này điều kia bởi vì những người đứng đầu nên làm. Tất cả những sự kiện này đã diễn ra cùng với một lúc nhận thức lớn trong tâm trí của Ryan là trong cuộc sống cá nhân của cậu ấy. Bạn gái lúc đó, tức bây giờ là vợ của anh, Harley, đã mở cho cậu ấy cái nhìn sâu hơn về những gì cậu ấy đã sở hữu và đã trải qua. Điều này đặt cậu ấy vào một tình huống mà trước đây cậu ấy không có cơ hội trải nghiệm. Tôi từng là một người theo chủ nghĩa vô thần, một người chủ nghĩa vô thần kiêu căng. Mỗi khi tôi nói chuyện với những người theo đạo Thiên Chúa, tôi luôn đặt câu hỏi về niềm tin của họ. Khi tôi bắt đầu gặp Harley, chúng tôi đã đặt ra cho nhau những câu hỏi như thế, những câu hỏi rất khó chịu. Nhưng sau những cuộc trò chuyện này, Ryan bắt đầu dần thay đổi. Từ một người vốn theo chủ nghĩa vô thần và hoài nghi về những ý kiến hay niềm tin của người khác, cậu ấy bắt đầu mở lòng, trở nên sẵn lòng và đặt niềm tin vào cơ hội với những ý tưởng, quan điểm mới mà trước đây cậu ấy không hề tin tưởng. Tôi bắt đầu tiếp cận bằng việc đặt câu hỏi một cách ít kiêu căng hơn, bắt đầu cầu nguyện và bắt đầu tự hỏi mình như là tôi nên tin vào điều gì. Và cuối cùng tôi đã tin vào Chúa Giêsu. Tôi không thể tin mình đang nói điều này vì thực sự 3 năm trước tôi sẽ hoàn toàn chế nhạo chính bản thân mình. Bất kể hành trình tâm linh mà Ryan đã trải qua, điều quan trọng nhất là cái mà nó mang lại là sự thay đổi quan điểm mà nó đã truyền đạt cho cậu ấy. Nó đã dạy cậu ấy rằng những tham vọng mà cậu ấy từng coi trọng, những ước mơ mà cậu ấy đã đặt ra từ trước có thể không phản ánh đầy đủ giá trị thực sự của bản thân cậu ấy. Tôi đã nhớ tôi đang dự một buổi lễ trong nhà thờ trước khi tôi có một cuộc họp và họ đưa ra vài điều mà tôi chưa từng làm trước đây với ba tính chất: đạo đức, bóc lột và cứu rỗi. Tôi thật không ngờ khi tôi thấy về phần cứu rỗi, tôi bị ấn tượng và nghĩ wow, đây có thể là kim chỉ nam trong công việc làm của chúng tôi. Nhận ra việc đối mặt trực diện và đi ngược lại với những gì đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến trên YouTube, Ryan đã chọn một con đường khác biệt. Thay vì tập trung vào việc tạo ra clickbait, giật tít và những chiêu trò tăng lượt xem bằng mọi cách, thì cậu ấy đã quyết định chọn một cách tiếp cận khác, một cách tiếp cận mang tính cứu rỗi. Cậu ấy không chỉ muốn thu hút lượt xem mà còn muốn xây dựng một cộng đồng xung quanh những người xem có thực, những người coi trọng sự chân thành và tinh tế trong việc truyền tải thông điệp. Video hoàn toàn tập trung vào việc gây ra sự khác biệt nhằm mục đích phục hồi trái tim những người xem, không chỉ vì lợi nhuận hay phần thưởng. Với mục tiêu là phục hồi cho những khán giả, khi Ryan bắt đầu thay đổi nội dung trên kênh của mình, mọi thứ trở nên sống động và hứng khởi hơn. Những thay đổi này đã làm nổi bật lên kênh của cậu ấy
và thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng YouTube. Kết quả đã tốt hơn, sự cố gắng, thành công mà chúng tôi đều đã thấy. Ryan đã là người đầu tiên thực hiện loạt video phiêu lưu hài hước kéo dài trong vòng một năm tại thế giới ảo. Một loạt video khiến chúng ta nhận thức về những nguy cơ mà thế giới ảo có thể đem lại đối với cuộc sống thực tế và các mối quan hệ. Với 35 triệu lượt xem, trang trí thế kỷ của cậu ấy đã đặt ra một thách thức đầy ý nghĩa, đẩy Ryan suy nghĩ sâu về bài học mà chúng ta có thể học được. Cùng với đó, series tạm dịch, tôi đã sinh tồn với $0.01 trong vòng 30 ngày tới gặp MrBeast của cậu ấy. Trong đó cậu ấy thực hiện với loạt mục tiêu vô cùng thách thức, chỉ với đồng một xu để vượt qua các thử thách đưa cậu ấy đi xuyên Mỹ qua tới Bắc Carolina, thu hút hơn 23 triệu lượt xem, đồng thời gây quỹ từ thiện với hơn 258 triệu lượt xem tổng cộng, góp phần thêm hơn $1.4 triệu cho các hoạt động từ thiện. Những video của Ryan không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng những thông điệp sâu sắc, thúc đẩy người xem suy nghĩ về tham vọng và sự cần cù. Nhìn chung, những sản phẩm của cậu ấy đã mở ra một cái nhìn khác về YouTube, Internet nói chung, làm cho nó trở thành một nơi thú vị hơn, nơi mà chúng ta có thể học hỏi và được truyền cảm hứng nếu mọi người xem chúng. Cảm ơn các bạn đã dõi theo. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's...